chào khán giả của Nắng Gió Vùng Cao, tiếp tục một loạt các chương trình về chợ phiên cuối năm trong dịp Tết. Và hiện tại mình đang ở một cái chợ phiên lớn nhất Tây Bắc với rất nhiều khu vực bán hàng khác nhau, với rất nhiều loại động vật khác nhau các bạn ạ. Đó, hiện tại bây giờ mình đang ở khu vực cầu các bạn nhá. Đó, ở đây thì rất là đông người. Bây giờ mấy bạn của mình đi chơi chợ Tết và đi khám phá trải nghiệm xem đợt này người ta đang bán những mặt hàng gì trong dịp Tết các bạn nhá. Hiện tại lúc này mình đang ở khu vực này là khu vực bán chó các bạn này. Các bạn thấy là các bạn có thể quan sát được toàn bộ khu vực bán chó trong cái dịp cuối năm các bạn nhé. Hiện tại lúc này rất là đông người các bạn này. Đó, khu vực bán chó bán lợn. Bán lợn thì bên tay phải, còn bán chó thì là ở ngã ba này, và bán gà thì họ có ở cầu. Rồi là rất nhiều thứ khác. Đó các bạn ạ, bây giờ mình sẽ mời các bạn đi một vòng quanh khu vực này. Ở đây thì đầu tiên là những các bà, các chị là người Mông bán những con chó. Chúng ta sẽ đi từ chó xấu trước nhé, xong rồi chó đẹp sau. Còn nói chung là đi lần lượt. Những con chó này thì là các bạn các bạn ạ. Những loại này tầm 2 đến 300 nghìn một con thôi. Nó cũng rẻ. Đây, các chú chó là đang rất là phấn khởi. Được đi ra chợ và chuẩn bị về chủ mới các bạn nhé. Các bạn đừng nghĩ là bán chó nhé nào tội chúng nó đâu. Nó ở trên vùng cao này, thật sự là nó cũng rất là lạnh, rất là khổ. Đâu phải con chó nào nó cũng ở được chăm sóc một cách rất là chu đáo, nhiệt tình, chăm sóc cẩn thận đâu các bạn ạ. Có những gia đình có những hoàn cảnh khác nhau, có những gia đình nghèo khó thì người ta không thể chăm sóc được những con chó một cách tốt nhất. Nên là khi bán ra ngoài chợ này thì nó có cơ hội rất lớn được về các chủ mới, và nó sẽ được chăm sóc, không biết đâu đấy là được tốt hơn. Và thường thường những người mà đã mua chó thì là những người yêu quý động vật, nên là người ta sẽ mua. Chào anh nhá, đây là gà đen ở anh. Gà trọi à? Thế con này gà đen đây, một con gà đen, một con gà trọi. Thế là bây giờ mang đi bán hả anh? Mang đi bán à? Như con này là mấy tiền đây? 500. Con này? 500. 600. Đó, một cặp gà trọi và gà đen. Gà đen này là ngon nhất đấy nhở? Ngon nhất rồi. Tuyệt vời nhất, nó là con trai đúng không? Này nó được mấy tháng rồi anh biết không? Được 1 năm rồi. Con gà đen được 1 năm rồi các bạn ạ. Vừa mới xuống núi à? Đang rét run cặp đấy bạn này. Vừa mới xuống phố rồi. Đang rất là rét luôn. Ủa nó run này. Thế anh vừa ở nhà ra đây à? À vừa mới ở trên bản đi ra. Ở trong bản đi ra. Đó. Chợ Tết dịp cuối năm. Thế có người hỏi mua chưa? Chưa. Chưa có người hỏi mua đâu. Cái loại này nhiều người hỏi mua lắm. Nhiều người hỏi mua mà. Nên là yên tâm. Bán dễ thôi. Đó, một cặp gà. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Đó, gà đen trên bản các bạn nhé. Đó. Thôi rồi anh mang đi bán đi, không hề muộn rồi. Cứ mang đi bán chỗ nào thì bán đi. Quay một tí phân cảnh nhỏ nhỏ thôi. Con gà đen trên bản. Rất là đẹp luôn. Hai bố con à? À hai chú cháu à? Hai chú cháu đi bán gà. Hai chú cháu đi bán gà. Con gà đen trên bản rất là đẹp các bạn ạ, rất là tuyệt vời luôn. Đó, tiếp tục ra những chỗ này các bạn này. Nên con chó này nó có cơ hội rất lớn được về với chủ mới. Về chủ mới mà nó sẽ được chăm sóc tốt hơn các bạn nhé. Nên là các bạn mình nghĩ rằng là bán chó, một bán chó nào hoạt động nó cảm thấy nó không được hay như nào. Nên là cơ hội đổi đời cho các chú chó ở trên vùng cao các bạn ạ. Nó về chủ mới sẽ được chăm sóc, và đa số là những người mà mua chó thì là những người rất yêu quý chó. Nên là người ta chăm sóc rất là cẩn thận. Chữ vàng chữ à? 500. À, chữ vàng 500. 500 con chó này, gấu. Rất là đẹp luôn các bạn ạ. Tuyệt vời, con chó gấu. Đẹp long lanh luôn. Nhất phải nó này. Chó gấu đẹp tuyệt vời các bạn ạ. Và bên cạnh nó có một con đến là cũng 500. Bên cạnh nó có một 5 chú chó liền.
năm chú chó đang rét run lần cập, đang chờ về chủ mới, và đang đợi các chủ mới bế về nhà nhá. Đẹp long lanh luôn. Đây là những con chó đỏ Bắc Hà này, chó xù. Đây là những dòng chó xù, không phải chó mông cọc. Chó mông cọc là cái dòng chó mà lông nó không có đuôi ấy. Tức là mông cọc tức là nó không có đuôi và lông nó nhẵn hơn, mịn hơn. Còn đây là lông xù bạn ạ. Đó, lông xù. Đó, đây là cái phần mông của nó rồi này. Phần đằng sau ấy nhìn rất là đẹp luôn. Một con chó gấu này, chó xù này, dòng đen đen các bạn ạ. Đó, nó đang rét. Trên này nhiệt độ hôm nay là rất là thấp. Hiện tại thời tiết Bắc Hà hôm nay có 3 độ thôi các bạn ạ, trời cực kỳ là rét. Đến là những con chó nó rút lầm cập luôn. Đó, chó rét, người cũng rét các bạn nhá. Đó, các bạn thấy không? Những con chó Bắc Hà rất là đẹp luôn. Đủ các thể loại chó thường rồi là chó xù. Đó, mình sẽ đi lần lượt xung quanh cái khu vực này. Đó, các bạn thấy chưa? Rất là đông. Chợ này đông nhất là lúc tầm khoảng 8:30-9 giờ các bạn ạ. Lúc đấy là khách ở các nơi người ta mới đến đấy. Xin chào anh chủ quán. Đó, xem một tí hàng các bạn này. Hai con gấu rồi ôi. Hai con gấu bông à? Hai con gấu bông này. Cái này là một trai một gái à? Một trai một gái này. Con này thì không nhìn thấy mặt mũi đâu này. Toàn thấy người thôi. Toàn thấy lông, đám lông xù. Xong cho mặt nó ra, anh phải cho mặt nó ra này đấy, cho khách người ta mới nhìn thấy nó có đẹp hay không. Đấy. Wow, đẹp chưa? Hai con gấu này. Mỗi con là bao nhiêu tiền hả anh? Con này 5 lít. Con này là 10 lít rưỡi. 10 lít rưỡi và một con 5 lít. Tức là một con 500 và một con 1 triệu ạ. Chó xù bạn nhá. Rất là đẹp con ạ, tuyệt vời chưa? Đó, hai con này là chó gấu. Lông xù đẹp long lanh luôn. Trông kiểu là những con gấu bông ấy. Đây này con này. Màu trắng trắng bạc bạc và nó rất là xù luôn. Nó xù tầm khoảng là 3 phân như bạn ạ. Xù đến tầm khoảng 3 phân nhá. Đẹp chưa? Con này cũng thế này. Dù nó không phải là chó xù Bắc Hà, dòng chó đỏ lửa, nhưng mà nhìn con nó, nhìn nó rất là đẹp với bộ lông xù tuyệt vời luôn các bạn ạ. Đó, những chú chó này là được mang ra chợ bán rất là nhiều trong cái dịp cuối năm này, đặc biệt là vào cái hôm chợ phiên đấy. Con này nó ngủ rồi này. Đó, quay từ đuôi đến đầu cho bạn xem. Rồi, xong hai em này đi sang một số khu vực khác. Đó, chỗ này là có hai con chó xù đỏ Bắc Hà này. Đây mới là dòng chó xù đỏ Bắc Hà này các bạn này. Còn cái loại mông cọc thì là tí nữa đi săn cho mình có không các bạn nhé. Đó, đây là dòng chó đỏ này. Loại này đắt tiền hơn. Loại này bao nhiêu tiền hả em? 2 triệu à? Đó, nhỏ con này là 2 triệu rồi. Có những con to 7, 8 triệu, 9 triệu cũng có các bạn nhé. Nó tùy vào từng về cái ngoại hình của nó. Càng to thì càng đắt tiền. Đó, như con này nó có 2 triệu thôi bạn ạ. Đó, con này có 2 triệu thôi. Mặt rất là đẹp luôn. Mặt đẹp long lanh các bạn ạ. Đó, rất nhiều bà con đang mua bán tại cái khu vực này. Em này là có một con chó bạc bạc.
Đây là một cái chó. Là chó nhỏ nhỏ các bạn ạ. Chó xù nhỏ. Đây các bạn này, hàng đẹp. Hàng đen xù các bạn nhé. Bạn kia hỏi 2 triệu rưỡi rồi, chủ không bán. Đây, con này mới đẹp con này là tai cúp con này. Đó, tai cúp đỏ màu bạc bạc. Rất là đẹp luôn con này. Đẹp long lanh luôn, từ đuôi đến thân rồi đến đầu rồi. Đó, một siêu phẩm ở chợ ngày hôm nay. Mặt cực kỳ là đẹp luôn. Chân các bạn này. Đó, chân này mặt. Đấy, bộ lông đầu này. Nó xù ra như kiểu là con sư tử ấy. Rồi bây giờ mình sẽ sang một con này nữa, siêu phẩm nữa. Con này là cực kỳ là to luôn con này. Một con chó đỏ. Con này bao tiền hả anh ơi? 8,5 triệu à? 5,5 triệu. Một con này là con chó trưởng thành rồi, nó to hơn. Người ta đang bán là 5,5 triệu. Đó, một con chó đỏ. Nó xù đỏ Bắc Hà. Cái này là trưởng thành rồi đó. Con này tầm khoảng mười mấy cân con ạ, 15 cân. 15 đến 16 cân. Rất là đẹp luôn con ạ. Từ chân đuôi này. Chân đuôi. Đẹp tuyệt vời các bạn ạ. Đây cũng có một con sù đẹp này. Đấy, nó rất là linh hoạt. Các bạn chọn chó nào, chọn những con nào mà nó nhanh nhạy, không có gì mắt. Nhanh nhạy, không có gì mắt và nó linh hoạt. Đây là con chó tốt các bạn nhé. Nó chạy vận động liên tục, đi lại liên tục. Đấy mới là con chó xịn các bạn ạ. Đây nữa cũng có một em chó này nữa. Đang rét lùm cập. Tuyệt vời các bạn ạ, một dãy chó. Tại chỗ này là có một lồng chó các bạn này. Một lồng rất là nhiều chó luôn. Đó, một sọt chó. Rất là nhiều chó sù Bắc Hà. Quay đi. Vâng. 2 triệu một em. Vâng. Đổ đồng, 2 triệu một em, đổ đồng. 2 triệu một em, cứ thế là đổ đồng thôi, đồng giá. Đồng giá 2 triệu một con, rất là nhiều luôn này. Một sọt luôn. 2 triệu một em. Cực kỳ là nhiều luôn. Một dãy chó. Chào chú nhá, có con này nó đang run đường cặp này. Giết quá rồi. Giết quá à? Từ trên bản đi xuống à? Đây phải cho nó vào bếp nó sưởi một tí cho nó ấm nắng. Ok. Nhiệt độ hôm nay là có 3 độ rồi, trời rất là rét luôn. Đó, con chó rất là nhỏ. Rất là đáng yêu luôn. À. Đó. Đâu buông? 0862. Con này bao tiền hả em? 5,5 triệu à? Đó, một con chó nhỏ nhỏ. Đây là dòng chó gì?
Rồng chó này là rồng chó có đuôi. Có đuôi à? Nó có đuôi à? Rồng chó là con này nó cụt đuôi các bạn này, dòng chó cụt đuôi đang bán là 1,5 triệu các bạn nhá. Đó, nó không có đuôi thế nào luôn. Cái này là giống nó không có đuôi em. À, giống nó không có đuôi. Con này ui, con này xù chưa? To. Hai con này. Đó, hai con, một con gầy gầy và một con béo béo. Đó, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Con này là em nuôi từ nhỏ đấy à? Vâng ạ. Nuôi từ nhỏ. Một con chó. Con này chó cụt đuôi Bắc Hà. Đấy. Đấy, con này cũng đẹp con này. To chưa? Đó, hai anh em à? Hai anh em đấy, một thằng đẻ trước một thằng đẻ sau, hai lứa khác nhau nên là nó như thế này. Rồi thôi được rồi, chào ông nhá. Vâng. Ra cái khu bên này bạn ạ. Ngoài một ông cụ đang bán chó xù bạn ạ. Đó. Một con đen là một con trắng, dòng chó xù Bắc Hà. Đó, cũng là dòng chó Bắc Hà. Chào ông nhá, chào cụ nhá. Hai con này bao tiền hả ông ơi? 900 một con à? Vâng. Đây là hai con này nào, cũng rẻ thôi, 900 một con các bạn ạ. Đây sang bên này các bạn này, sang bên này mới là toàn hàng VIP Pro các bạn này. Đó. Anh em ở chỗ chợ chó. Ở đây 600 con. À dạ. Ai nhỉ? Có cái mà bao biết là bao két rồi. Ồ này là bao két rồi. Hai con này là 6 triệu một con các bạn nhé. Đầu tiên là quay đuôi trước rồi. 6 triệu. Nhưng mà nó khôn à? Có sổ không? 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 Bầu rất là bầu, nhưng có mình rất là cái bầu. Đi mặt đi kinh khủng luôn. Mặt cái mặt này gì không? Mặt có đẹp luôn. Mặt đẹp long lanh các bạn ạ, hai con. Tất cả trên này lồng này có 5 con chó xù đỏ Bắc Hà các bạn. Quá đẹp luôn. Đó là chó dòng chó xù đỏ Bắc Hà. Đó, ra góc này mới có nhiều hàng đẹp con này. 6 triệu một con. Cái lồng này các bạn này. Đó, 5 con. Tổng cái lồng này là 30 triệu. Ra bên này mới gặp một siêu phẩm nữa các bạn này. Đấy, đây là một siêu phẩm. Không biết là được cái đang ở trên cái lồng này và đang gặm xương. Đó, đang nhai xương. Một con chó rất là linh hoạt, khỏe mạnh. Các bạn thấy là những con nào mà linh hoạt, khỏe mạnh là con chó rất là tốt các bạn nha. Đó, đủ tiêu chuẩn để bắt tài nuôi. Không sợ bị ốm. Mà đa số chó đây người ta cũng tiêm phòng hết rồi ấy. Tiêm 3 mũi rồi các bạn ạ. Đó, nên là các bạn yên tâm nhá. Đấy, ngồi như này. Đang gặm xương các bạn ạ. Đó, đang gặm xương rồi. Rất là đáng yêu luôn. Toàn lông và lông các bạn ạ. Xù luôn các bạn này.
sâu chưa, lông sâu cắm vào ngón tay này, ngập đến 2 đốt, thậm chí là ngập 3 đốt các bạn nhé, gần 3 đốt. Đó, lông nó rất là xù luôn. Nhiệt độ hôm nay là có 3 độ thôi các bạn ạ, 3 độ thôi, trời rất là rét. Và những con chó này nó không hề rét tí nào luôn, bởi vì nó có bộ lông nó rất là ấm, rất là dày và ấm các bạn ạ. Còn nó siêu phẩm. Mấy con thì bên dưới này nữa, bên dưới này là có 6 con các bạn ạ. Con này cũng rất là đẹp luôn, nhưng mà rất tiếc là người ta cho dưới cái lồng này. Đó, tiếp theo là một con chó trắng các bạn này. Nhìn mặt nó như con sâu luôn. Tiếp theo là một con chó trắng nhìn mặt như con sâu các bạn ạ. Đấy, hai con cực kỳ linh hoạt. Tuyệt vời các bạn ơi, đến đây thì nếu mà có tiền thì cứ mua 1-2 con về chơi các bạn ạ. Đó, quá tuyệt vời luôn, hai con này như kiểu là hai diễn viên đang múa ở trên sân khấu ấy. Đẹp long lanh, và nó rất là linh hoạt các bạn ạ. Đấy, mặt sâu hắm bên trong và lông nó phủ hết tai nhá, rất là tuyệt vời bạn nhá. Chó này mới cái nào là chó này, chó này mới đáng xứng đáng đồng tiền bát gạo các bạn ạ. Và nó rất là linh hoạt, nó không không đứng yên một tí nào cả. Đó. Đẹp tuyệt vời các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ đi chỗ khác các bạn nhé. Và nhân tiện hôm nay thì mình cũng đi lấy một số các loại hàng hóa, hàng thảo dược, đồ núi rừng cho các bạn mà có yêu cầu nhờ mình lấy hộ ấy, thì mình lên trên này mình lấy cho các bạn. Giờ thì cũng là đang đợt dịp cuối năm rồi các bạn ạ, nên là người ta bán rất là nhiều hàng hóa. Và đợt này thì mình cũng là lấy cái chuyến gọi là xong đợt này là mình nghỉ các bạn nhé, gần Tết rồi các bạn ạ. Vì là gần Tết rồi thì là các đơn vị vận chuyển nên người ta cũng có kế hoạch, người ta cũng nghỉ vận chuyển, nên là mình sau cái chuyến này là mình sẽ tạm dừng. Và ở cái tập phim này mình cũng thông báo với các bạn là mình cũng tạm dừng cái hàng, hay các bạn sau Tết thì mình tiếp tục mình lấy cho các bạn nhé. Đó, bây giờ cuối năm là người ta cũng phải nghỉ các bạn ạ. Mình cũng rất muốn phục vụ các bạn. Và nếu mà các bạn nào có nhu cầu thì mình sẽ phục vụ các bạn. Nhưng mà kiểu là do gần Tết rồi thì các cơ quan rồi là các đơn vị người ta cũng phải nghỉ Tết các bạn ạ. Nên là hàng hóa là tạm dừng nhá các bạn nhá. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong chợ các bạn này. Hiện tại giờ mình đang ở khu vực cầu. Khu vực cầu là một khu vực rất là tấp lập, đang tắc đường. Và chỗ xa xa kia người ta có một cái máy nổ rất là to luôn các bạn ạ, rất là chói tai. Các bạn xem video này, xem cái chương trình này thì các bạn thấy cái tiếng cái nó nhỏ nhỏ thôi, bởi vì là mình dùng cái mic nó lọc âm ấy, không nghe tiếng đấy. Nhưng mà thực sự đứng ở đây thì nó rất là chói, cực kỳ là chói tai luôn. Nhưng mà mình vẫn lên cho bạn xem chợ bên ngày Tết các bạn nhá. Đó, ở đây thì là người ta đang bán gà các bạn này. Những con gà đen trên bản các bà các cô các chị mang ra ngoài này bán. Đấy, con gà đen này rất là ngon các bạn ạ, chân tay mượt. Các bạn thấy là cầm những con gà nào mà nó lặng này, nó linh hoạt này, nó khỏe mạnh này, là những gà tốt và có nhiều kinh nghiệm chọn gà nữa cơ. Các bạn nào mà ở đây thì mình không thể tiện nói ra được. Các bạn nào mà muốn biết kinh nghiệm chọn gà đen, rồi xem nó khỏe mạnh hay không, ok hay không, có phải là gà đen thật, có phải là gà bản thật người ta chăn nuôi thả nhông trên đồi thật, hay là người ta nuôi trại nuôi lồng nuôi công nghiệp mà người ta mang ra bán ấy, thì là các bạn phải biết cách xem.
biết cái kiểu cách bán hàng ở trên vùng cao như thế nào. Thì ở hiện nay thì mình cũng không thể nói rõ được. Bạn nào mà biết thì bạn có thể email cho mình nhá, để mình chia sẻ một chút kinh nghiệm cho các bạn chọn những con hàng gọi là VIP nhất. Gà đen các bạn này, đó, một con mái và một con à con này con trống ấy nhỉ? Là mái. Đây con mái. À con gái. Đó, mít xài. À mít tu con trai này. Hai con này bao tiền một con hả cô? Bán theo cân. Bán theo cân à, không bán theo con à? Vâng. Bán theo con cho dễ đi. Không biết bán theo con không? À một con mình cơ hồ là mấy trăm chẳng hạn. Thế con này bao tiền một cân? Trăm rưỡi một cân, ok đấy, hàng nó cũng nó rẻ rẻ các bạn ạ, hàng này là nói chung là cũng được, nó không phải là đây là đây có phải gà đen không? Không phải gà đen đâu chứ nhỉ? Cái này không phải gà đen đâu. Gà đây gà đỏ à, gà bình thường gà bản đúng không? Cái này gà vàng. Gà bản thôi, không phải gà đen thì nó đắt hơn nhiều các bạn ạ, gà đen thì đắt lắm. Gà đen thì 200 một cân. Gà đen này là 200 cơ, còn đây là gà bản. Mới đầu nhìn thoáng qua tưởng gà đen, mà nhìn kỹ này thì không phải các bạn ạ, đó bà con. Bán rất nhiều gà và ra đây mình một săn được một anh này có một siêu phẩm. Chào anh nhá, anh có con gà gì đây? Gà rừng. Gà rừng à? Wow, tuyệt vời chưa? Một anh có một con gà rừng các bạn ạ. Có gà rừng nhìn cái đuôi nó rất là dài luôn này. Nghĩa là con nào càng già đuôi càng dài và người nó nhỏ con, nó khác biệt. Nó khác biệt so với gà tre nhỉ? Nó khác biệt hoàn toàn so với gà tre. Gà tre chỉ là giống gà nhỏ nhỏ thôi, còn gà rừng thì nó lại một giống gà khác. Người ta săn ở trên rừng về các bạn ạ. Đó. Một con gà rừng đang phải bọc như này này cho nó đỡ lạnh các bạn ạ. Thời tiết hôm nay là có 3 độ các bạn nhá, 2 đến 3 độ thôi, trời cực kỳ là rét. Gà rừng khác biệt này mà, người ta làm rất là cẩn thận. Bọc dây này, rồi là bọc khiến cho nó đỡ lạnh này. Thôi bây giờ mình sẽ đi ra khu vực khác các bạn ạ. Đó khu vực cầu đang tắc đường, cái chỗ này người ta đã có biển cấm ô tô vào ngày chợ rồi mà, nhưng mà rất nhiều xe ô tô qua đây mà đang tắc đường các bạn này. Đó. Xin chào. Tắc đường. Bây giờ ra ngoài này đi săn lợn các bạn này. Đó người ta. Đó người ta đang chở lợn các bạn này. Đây là những con lợn đã mua xong rồi và người ta đang chở đi các bạn nhé. Đó. Chở đi về và đi gửi. Ờ, ra chỗ này thì mình thấy có một chị này. Có phải gà đen không? Đây con này. Các bạn nhà đây mới là gà đen này. Để mà quan sát được có đen hay không, trước tiên các bạn nhìn cái mỏ nó chưa đăng. Mỏ nó đen này và những cái thân hình như là chỗ nào nó hở ra ấy. Thì là thịt này, cánh này, chỗ nó hở thịt ra nó màu đen thì đấy là gà đen các bạn nhé. Là gà đắt nhất, VIP nhất trong các loại gà. Đó, 200.000 một cân. Giá cũng khỏe chợ như thế các bạn ạ. Nếu mà ai lấy thì là các bạn trước cũng nhờ mình nhiều bắt cái loại này. Trước các bạn cũng nhờ mình nhiều bắt cái loại gà này thì mình chỉ lấy công thôi các bạn ạ. Còn mình không lấy giá đâu. Giá người ta công khai như vậy rồi. Đó. Chỗ nó hở ra. Mặc dù là gà đen nhưng mà nó vẫn có lông màu trắng, màu đỏ, màu vàng các thứ nhá. Đây là thịt của nó màu đen các bạn ạ. Đó. Trước mình quay những tập phim ở trong những chợ ẩm thực đấy thì là những con gà người ta mổ ra rồi. Thì nó trong đen xì luôn các bạn ạ. Đó, kể cả ruột gan, lòng mày nó đen hết nhá. Có cây nữa. Đó. Những gà đen rất là đẹp luôn. Đây này.
ở trong lồng luôn này. Đấy, trong này anh có hai con nữa. Mắt các bạn nhìn rõ này, cả mắt nó cũng đen luôn này. Đó, riêng cái giống cả đen này, cái gì nó cũng đen luôn, đen xín xịt. Và mắt nó đen rồi là tất cả các bộ phận trên cơ thể nó đều đen hết. Đó, kể cả là cơ quan sinh sản của nó cũng đen các bạn nhá. Đó, đây là mình nói thật luôn đấy, chia sẻ thật cho các bạn như thế. Đó, rất nhiều gà, toàn gà ngon các bạn này. Rồi. Gà, vâng, gà ngon chưa? Đấy, khu vực này rất là đông. Đó, vừa đi cho bạn xem một số loại gà rồi. Rồi đây là chỗ người ta bán những cành đào chưa chết các bạn này, đào phai này. Ở đây thì người ta chiết cành các bạn nhé. Người ta chiết cành, cành nó có rễ này, đảm bảo nó sẽ sống lâu các bạn ạ. Tươi lâu, sống lâu và trồng được sau khi chơi Tết xong. Sau khi chơi Tết xong các bạn có thể lấy đi trồng các bạn nhé. Đó, những lụ đào phai chúng chín nở đẹp như những cô gái ở trên vùng cao đang trong độ tuổi 18 đôi mươi, nó rất là đẹp các bạn ạ. Những lụ đào phai chúm chín nở rất là đẹp. Đó, rất là đẹp và e thẹn. Chúm chín nở e thẹn như những cô gái ở trên vùng cao trong độ tuổi 18 đôi mươi, con gái vùng cao bao giờ người ta cũng rất là e thẹn các bạn ạ. E thẹn và rất là nhẹ nhàng. Vâng, vâng. Ở bên này cũng có rất là nhiều các bạn. Đó, những cành đào phai. Quá thấy đẹp chưa? Đó, nó không quá là rực rỡ như kiểu đào bích mà nó đẹp phớt phớt thôi. Chỗ này có một bà người Mông cũng đi chợ về rồi thì phải. Hình như là bà đi chợ về rồi. Đó. Bà đi chợ về rồi à? À đi về rồi, bây giờ là về nhà đấy. Vâng, bây giờ bà về nhà. À, bà đi bán rượu à? Bán hết rồi đúng không? À vâng, thế được rồi, bà về đi nhá. Về cho sớm chờ đi. Đó. Đi bán rượu và đã bán xong, bây giờ đi về các bạn ạ. Máy sấy tóc, máy sấy tóc ô dù giữ gì từ khi cái gì chỗ này có một bà người Mông cũng đi chợ về rồi thì phải. Hình như là bà đi chợ về rồi. Bà đi chợ về rồi à? À đi về rồi, bây giờ là về nhà đấy. Vâng, bây giờ bà về nhà. Bà đi bán rượu à? Bán rượu đấy. Bán hết rồi đúng không? Bán hết rồi. À vâng, hết rồi, bà về đi nhá. Về cho sớm chờ đi. Bán rượu và đã bán xong, bây giờ đi về các bạn. Lúc này thì mình đang tiến vào khu vực bán đồ núi rừng cây cảnh nha các bạn này. Nhưng mà trước khi vào đồ đấy thì là mình vừa qua chỗ này một chút để quảng cáo cho bạn xem.
Các bạn biết gì đấy không? Đây chính là thịt treo các bếp. Các bạn ạ. Thịt lợn treo các bếp, chính xác là thịt lợn treo các bếp. Người ta mặc dù là không phải là trong bếp đó mà người ta hun khói các bạn ạ. Đó, tức là thịt hun khói. Đó, hun khói bằng cách là đun những cái mùn cưa này. Đó, người ta đốt bằng mùn cưa. Những nhà nào mà có nhiều củi thì người ta đốt bằng củi, còn nhà nào mà không có củi thì người ta đốt bằng mùn cưa. Ở đây thì là người ta đốt bằng mùn cưa. Đây là cái thịt đỏ đỏ này mới treo này. Nó vẫn còn cái màu tươi tươi, còn đốt lâu rồi, hun lâu rồi nó sẽ có màu đen này bạn này. Đó, bên này cũng thế bạn này. Đó, thịt mặt rồi là thịt ba chỉ. Rất là nhiều các bạn nhé. Nhiều lắm các bạn ạ. Thịt treo các bếp. Và bên này là người ta có nạp sườn các bạn này. Đó, nạp sườn người ta cũng hun khói lên này. Cái trắng trắng là cái mới làm, mới cho vào thôi. Còn cái đỏ đỏ này này, những cái lâu rồi. Top đi, càng ngày lâu nó càng top. Cái này ăn bằng cách là luộc lên hoặc là rán lên. Thường thường người ta sẽ luộc chấm với tương ớt, chấm với chằm chéo. Cái này nó cũng có gia vị thì cũng hơi mặn mặn rồi, nên là không cần phải chấm muối mà chính các bạn ạ. Thì chấm tương ớt là mình thấy là ok nhất. Đó, nhiều chưa? Đó, rất là nhiều luôn. Đấy, sang bên này là cái quán mà người ta bán chằm chéo này. Đó. Gia vị chấm chằm chéo, cái này thành phần gồm có muối, ớt, mì chính, lá chanh, hạt mắc khén, là cái dổi, hoa hồi. Đó, làm vị chấm của các đồ như là đồ luộc này, hoặc là hoa quả này. Đó, bạn hiểu chưa? Ở đây thì có cả hạt bắc khén này, rồi là hạt dổi này. Đó, hạt dổi tươi, hạt dổi khô này, đẹp chưa, thơm phức luôn. Ở đây rất là ngậy mùi các bạn ạ. Đây thì treo góc bếp này, cái chỗ này là chỗ được rồi, người ta bỏ riêng ra. Đó, thịt bặt lợn các bạn này. Bây giờ mình sẽ tiến đến khu bán lan rừng các bạn nhé. Đó. Hoàng thảo đùi gà. Xin chào em nhé. Hoàng thảo đùi gà. Rồi một số loại địa lan. Nó đang là dịp Tết, người ta sắm lan cũng khá là nhiều để đi chơi, để trưng bày Tết các bạn ạ. Để trưng bày Tết các bạn ạ. Đó, đây có một chùm hoàng thảo đuôi gà, các cô ấy đang xem. Đó, đang xem con ạ. Xem hoàng thảo đuôi gà. Rồi ra khu vực này người ta bán quay. Như con quay này, đồ chơi của đàn ông Mông trong các dịp Tết các bạn nhé.
5.000 à? 50.000. À, cái này bằng nghiến à hay bằng cua chai đấy? 50 con này bạn ạ. Đó. Cái này là quay tít đấy mấy nhỉ. Nào anh ơi, em thấy nó cứ méo méo của gì là méo méo đúng bài của nó à? Càng tròn thì càng không phải à? Em tưởng nó tròn xoe nữa là đúng chứ. Không như nhau hết. À. Tròn tròn nếu mà tròn xoe thì nó quay được tít hơn đấy nhỉ? Tròn xoe thì nó quay tít. Nhiều cái kiểu là cái này không đủ gỗ ấy, không đủ gỗ người ta chỉ làm bằng này các bạn ạ. Nếu mà làm tròn xoe thì nó càng tít. Bên cạnh có một ít tam thất các bạn này, giới thiệu luôn cho các bạn. Lua tam thất tác dụng của nó là chữa cao huyết áp này, phòng ngừa các bệnh, phòng ngừa các biến chứng như là tim mạch, mạch máu não này, tức là nó là chữa cao huyết áp và tốt cho mạch máu não các bạn nhá, tim mạch, mạch máu não. Phòng ngừa tai biến mạch máu não, tốt cho tim mạch, ngăn ngừa chứng lú lẫn người già, thanh nhiệt, điều hòa chức năng của nội tạng các bạn này, chống viêm tấy này, giảm đau, tốt cho hệ thần kinh, an thần, giảm mỡ trong máu. Giảm mỡ trong máu các bạn nhé, chứ không phải là giảm mỡ máu đâu các bạn ạ. Giảm mỡ trong máu, đấy, nhiều khi là các bạn cứ hay nhầm, nó giảm mỡ máu. Đã làm máu thì không có mỡ các bạn ạ, đó, chỉ là giảm mỡ trong máu. Phòng chống ung thư này, viêm họng này, tiểu đường này, hạ huyết áp này, giảm béo này, chống não hóa này, tác dụng lợi cho phụ nữ sau khi sinh. Đó các bạn ạ. Cái này là chống não hóa các bạn nhé. Bạn nào, bạn nữ nào mà sợ nhanh già, sợ nhanh xuống nhan sắc mà nó xuống nhanh quá thì hãy dùng lưu tam thất này để lấy lại nhan sắc, lấy lại tuổi xuân các bạn nhé. Đó. Ngoài ra có củ tươi các bạn này. Đó, củ tươi này là tác dụng nó cũng gần giống như như cái lưu của nó thôi. Nó cũng một số tác dụng nó cũng gần tương tự như vậy. Và cái này tươi thì là dùng bằng cách là tần, rửa linh, rồi là hầm ăn, rồi ngâm rượu. Còn hoa tam thất thì có thể là hầm nấu canh hoặc là pha chè uống. Mỗi lần pha tầm 10 lu thôi. Đó, không nên pha quá là nhiều bạn ạ. Đó. Dao mèo bạn này. Dao mèo ạ. Rút một cái con dao ra cho mình xem với. Đây à? Đây đấy. Đấy, đây là một con dao nhọn. Đó, đây là vỏ của nó bạn này. Đó, bạn nào lấy gì thì là alo nhá. Liên hệ với mình nhá, nhưng mà hẹn các bạn sau Tết. Giờ là gần Tết rồi bạn ạ, không đóng hàng nữa rồi. Đang quay video ở YouTube. Rồi cảm ơn em nhé. Đấy, có cái lời chúc của em này rất là ấm lòng. Anh cũng chúc em bán được nhiều hàng nhá. Vâng anh, cảm ơn anh ạ. Ok, cảm ơn em. Rồi bán táo thứ này bạn ạ. Táo rồi nó hoa quả, một cái xe đây. Đây, một anh này nào. Không biết là bán này là mua nhỉ, hình như là bán cho cô này. Rồi bó sẵn cho cô ấy luôn. Đào vai chơi Tết các bạn ạ. Cái này cô chở bằng xe máy về à? Ô tô thì cứ cho trong cốp đi. Cốp thì không đóng cốp thì công an nó phạt chết. Cái này là người ta đang quấn vào để trở về các bạn ạ. Đào vai rất là đẹp luôn. Đó, người ta có cưa này, có cái cưa đây là cắt cho khách luôn. Đó, có cái cưa đây là cắt ngắn ngắn đi. Đó, rất là tiện lợi các bạn ạ. Rất là tiện lợi luôn. Cắt ngắn đi. Đó, các bạn đã thấy chưa? Xong là bỏ màu cho vào cốp xe. Rất
chỗ này người ta bán một cái bao vỏ cây, gọi là cây vỏ đi, nó hiểu lôm na là cây vỏ ăn trầu ấy, nhiều người gọi là cây chay, nhưng mà thường thường trên này bà con gọi là cây vỏ ăn trầu rất là nhiều luôn các bạn ạ. Đó, vỏ ăn trầu tươi nguyên các bạn ạ. Đó, khu vực nan các bạn này, đi săn sóc. Hôm nay là có mấy con sóc các bạn này. Hôm nay là có sóc các bạn ơi. Ô, con nó ngủ nó treo đầu lên nhỉ? Nó ngủ nó này cắm đầu xuống à? Hay nhờ. Các bạn ơi, sóc mà nó ngủ nó cắm đầu xuống nhá. Nó không như kiểu là những con khác mà... Những con khác thì nó ngủ bình thường. Anh bỏ cây vải cho em xem tí nào. Đấy, như này lên video nó mới đẹp này. Đó bạn ạ, đó. Một cặp sóc. Một cặp sóc đang nhảy nhót tung tăng trong cái lồng này. Và nó ngủ nó như kiểu con rơi, nó cắm đầu xuống. Con rơi thì nó treo đủng nẳng đủng nẳng cắm đầu xuống, còn con sóc thì nó ngủ thì nó cứ bọ vào lồng nhưng mà nó cắm đầu xuống nhá. Một cặp sóc rất là đẹp luôn các bạn ạ. Cái loại này hiếm lắm, săn mãi mới được đấy. Đó, tuyệt vời nhé bạn ơi. Một cặp sóc. Rồi, bỏ này cho anh ấy bán. Trong này cũng thế hả anh, trong này cũng vậy à? Trong này là cũng có mấy con ấy, nhưng mà người ta cho nó kín vào trong cái lồng ấy. Để cho nó đỡ sợ, mà nó rét nhỉ, nó rét không? Sóc này có phải một đôi không? Một đôi. Có phải chồng mái không? Một đôi là... Vũ trang. Ba tuổi một đôi. Vũ trang một đôi. Hoàng thảo này các bạn ơi, nan hoàng thảo rất là nhiều luôn. Còn địa nan nữa. Đó này là lan rừng. Không có gai nhỉ? Cháu đang tìm cái loại có gai cho khách họ đặt một cái loại có gai này. Nhưng mà không có gai. Lan hài nó có gai ấy. Loại có gai khách của mình đang... cũng là một khán giả của kênh, cũng đang nhờ mình tìm cái loại lan hài có gai này thì là hoa nó đẹp hơn, hoặc là vâng hoặc là một cái loại lan hài mà nó có xoăn ở lá nó xoăn này thì loại đấy lan rất là đẹp. Có khán giả đang nhờ mình tìm nhưng mà chưa thấy. Cây lầu thắng cố các bạn này, đây là chuyên lầu thắng cố. Đó, thơm lắm các bạn ạ, nó có mùi đặc trưng riêng. Cây lầu thắng cố đẹp chưa, chuyên để lầu thắng cố hồng rừng các bạn này. Đó, cái hồng này người ta đánh cả đất nhá, có cả bầu luôn, có cả bầu ở đất luôn thì nó mới sống được các bạn ạ. Đó, những em bé người Mông phải theo ông bà ra chợ bán hàng từ rất là sớm, không như những em bé người Kinh hoặc là người dân tộc khác, hoặc là những em bé ở vùng khác có điều kiện sinh hoạt cuộc sống hàng ngày tốt hơn. Còn em bé người Mông thì là phải theo bố mẹ, theo ông bà đi chợ thì rất là sớm. Những cái tầm sáng sớm thì là các em bé người dân tộc khác thì hoặc là những em bé có điều kiện hơn thì đang làm chăn ấm đệm êm, còn các em bé người Mông thì là phải chịu sương gió, chịu mưa nắng, giá rét sương mù, nhiệt độ là 2 đến 3 độ, có hôm 0 độ để đi bán hàng các bạn này. Đó, khổ chưa. Rồi là một loại điện lan các bạn ạ, rất là đẹp luôn. Lan này gọi là lan gì anh? Điện lan à? Đây cũng là một loại điện lan này. Anh mũ trắng
có hoa màu vàng vàng. Và một số loại lan khác nữa các bạn ạ. Đó, một em bé người Mông cũng rất là bé thôi, phải theo mẹ ra chợ từ lúc sáng sớm. Đó, những em bé khác thì là những cái tầm này thì vẫn được ở trong nhà kín gió. Còn những em bé người Mông thì vất vả hơn nhiều, thiệt thòi hơn nhiều. Phải đi theo bố mẹ ra chợ bán hàng từ rất là sớm, chịu sương chịu gió. Và bây giờ chắc còn đang ăn, hình như đang ăn xôi này. Ăn xôi, đó. Được mấy tháng rồi, các bạn thấy vùng cao khổ nhỉ, vất vả chưa? Để kiếm được đồng tiền trên vùng cao thì thật sự nó rất là vất vả, rất là khổ luôn đấy. Nên là các bạn mua hàng trên vùng cao thì nếu mà các bạn không mua được thì các bạn hãy nhờ mình để mình lấy hộ cho các bạn nhé, để mua hàng trên vùng cao, ủng hộ đồng bào vùng cao. Và những người mà nếu mà người ta trồng được những cái gì thì người ta mang ra chợ bán. Nói chung là họ tìm mọi cách để có được thu nhập cuộc sống hàng ngày, để có đồng tiền tiêu Tết trong dịp Tết sắp tới. Nhưng mà nhiều gia đình không trồng được, không có cây trồng được nhiều ấy, thì người ta cũng phải lên rừng. Đó, các bạn thấy người ta lên rừng, người ta lấy những cái chậu hoa nan này, những gốc hoa nan này, rồi là những cái đồ núi rừng, đồ thảo dược, rồi cả những cục gỗ, cây cảnh, cây hồng, người ta mang ra chợ bán. Đó, các bạn thấy là vùng cao vất vả lắm. Nên các bạn hãy mua hàng trên vùng cao nhiều vào. Ở giá cả thì bà con ấy bán cũng rất là rẻ rồi. Đó, mình lễ hội thì mình chỉ lấy một chút tiền công thôi, công cán đóng gói vận chuyển về nhà. Thực ra thì mình lấy ở đây thì mình cũng về nhà mình cũng phải đóng gói, đóng hộp giấy, bọc xốp rồi mang đi gửi các bạn ạ. Thì mình chỉ lấy một chút tiền công nho nhỏ thôi, chủ yếu là các bạn ủng hộ mình bằng cách là xem video của mình thật nhiều vào đó. Và cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Những bạn nào mà không mua hàng thì các bạn có thể xem video của mình thì mình cũng rất là cảm ơn rồi. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn yêu mến và đồng hành của mình trong suốt thời gian mình lập kênh cho đến bây giờ, đến thời điểm này, thời điểm mà mình đăng lên cái video này. Và rất nhiều các bạn cũng nhờ mình lấy hàng thì mình cũng lấy hộ các bạn, và mình lấy một gọi là chút tiền công nhỏ nhỏ các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi chỗ khác các bạn nhé. Đào phai này các bạn ơi, ra chỗ này thì nó gọi là thiên đường về đào phai các bạn nhé. Quá là nhiều luôn. Ở đây thì người ta chặt một từng cành to này, cành to và dài. Cái chỗ này thì người ta không chiết có bầu nữa, mà là để những cành rất là to, rất là dài. Ai thích lấy bao nhiêu thì lấy, dài ngắn thì tùy. Người ta có cả cưa để cắt. Đó, cực kỳ là nhiều luôn. Vào chỗ này người ta đang mua hàng. Đó, khách đang xem hàng. Ủa, chỗ này đông quá, mình quay chỗ này. Đây, chỗ này có bó còn này, người ta bó gọn mà rồi, nhìn cho dễ hơn. Và các bạn có thể quan sát thấy hoa nó nhiều hơn. Hoa rất là đẹp, rất là nhiều. Đó, đào phai mà. Đồ đào phai nó không quá là rực rỡ, rực lửa như kiểu là đào bích, mà nó màu nó phớt phớt hồng hồng, phớt hồng, nó chúm chím đỏ, nó có màu sắc và có vẻ đẹp riêng ở trên núi rừng vùng cao các bạn nhé. Nó có vẻ đẹp của núi rừng vùng cao, hương sắc vùng cao. Mỗi một đào có một sắc màu khác nhau và có một cái led khác nhau. Đặc biệt là đào rừng nó mang một cái vẻ đẹp rất là mộc mạc hoang sơ của núi rừng Tây Bắc, đặc biệt là ở khu vực Lào Cai các bạn ạ. Bây giờ mình lên trên này các bạn ơi. Thì kiếm tìm các loại thảo dược. Thất diệp nhất chi hoa này. Đúng rồi, thất diệp nhất chi hoa. Cây thất diệp, cây bảy lá. Rất là tốt, rất là hiệu quả các bạn ạ. Cái loại này nó còn tác dụng còn hơn cả tam thất các bạn nhé.
Nó có cái tên gọi khác là tam thất rừng các bạn ạ. Đó, rất là hiệu quả. Và cái hiệu quả mà người ta hay dùng để mua nhất đó là phòng chống bệnh ung thư. Đó, và tăng khối u và phòng chống bệnh ung thư là các loại tác dụng mà người ta hay mua nhiều, người ta hay dùng. Cây thất diệp, củ của nó này. Đây là đuôi chồn đuôi cáo anh ơi. Tai châu. Tai châu. Tai châu bạn ạ. Đó, đuôi chồn đuôi cáo thì nó sẽ dài hơn. Còn đây là tai châu bạn này. Đuôi chồn đuôi cáo thì là lá nó sẽ nhỏ hơn, còn tai châu thì là lá nó to và hoa nó ngắn. Đẹp, nói chung là rất là đẹp bạn ạ. Cây nhất chi mai này. Anh ơi, có anh có gốc nào nó to to như kiểu là cổ tay không? 20.000 giảm giá bán chỉ có 10.000. Có khách họ xem, họ muốn tìm một cái gốc to như thế. Không có ảo à? Không có. Nhất chi mai nó chỉ có cây bé bé này các bạn này. Nó không có cây to như cổ tay đâu. Đó, nhất chi mai. Ép chất lượng cao, lấy ngay. Tôi chuyên cắt chìa khóa, khóa đẹp quá ạ. Khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô, có cắt được các loại chìa khóa. Ở đây có thể quan sát thấy. Ở khu vực này là khu vực bán đồ đồ dùng này. Cực kỳ là đông người các bạn ạ, rất là đông luôn. Thì hôm nay mình đang đi săn hàng các bạn nhé. Lấy cho một số các bạn đặt mình nhờ mình lấy hộ. Tìm các loại đồ núi rừng các bạn ạ. Đang đi tìm sâm lai châu. Đây các bạn ơi, đây là mỡ chăn các bạn này. Ở đây người ta để cả cái vỏ chăn đây này, da của con chăn đây này để cho khách người ta nhìn thấy. Vâng, đây là mỡ chăn này. Chăn này chủ yếu là chữa vết thương vết bỏng là chủ đạo các bạn ạ. Bạn nào mà bị bỏng ấy, bỏng nước, bỏng lửa thì dùng cái mỡ chăn này bôi vào này, nó rất là hiệu quả các bạn ạ. Nhanh khỏi nhá. Xây được nhà to chưa? Xây được nhà to chưa? Chưa bà ạ. Đó. Chăn. Thế họ làm có xây được nhà to lắm mà. Vâng. Vâng. Miến các bạn này, miến Gia Huy, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, miến này miến Lai Châu các bạn nhé. Vâng, miến Tam Đường các bạn này, Bình, vâng, miến ở Bình Lư, Tam Đường Lai Châu. Nói chung là huyện Tam Đường là một cái huyện sản xuất rất nhiều miến, và miến này có thương hiệu rất là nổi và có thương hiệu rất là rộng rãi, nhiều người biết, thương hiệu nổi tiếng. Miến Tam Đường Lai Châu sản xuất trực tiếp ở tại xã Bình Lư các bạn này. Đó, miến này ăn rất là ngon các bạn nhá. Đó, miến Lai Châu nổi tiếng rồi, cực kỳ là tuyệt vời luôn. Bạn nào mà lấy gì thì alo mình nhá các bạn nhá, nhớ là alo mình lấy hộ cho, đặc biệt là sau Tết thì mình lấy, còn bây giờ thì là gần Tết rồi mình không lấy hàng nữa rồi, đang nghỉ các bạn ạ, đang nghỉ. Các đơn vị vận chuyển người ta cũng đang nghỉ rồi. Thảo quả các bạn này. Thảo quả ngày xưa thì quả khô thì tươi ở đây bán rất là nhiều, từng chùm từng chùm. Bây giờ hết mùa tươi rồi, họ bán những quả khô này. Đó là một trong những gia vị nấu thắng cố rồi nấu sốt vang rất là nhiều các bạn ạ. Đó, thơm phức rồi các bạn nhá, thảo quả thơm lắm. Bạn nào mà lấy thì là mình có thể mình lấy hộ, liên hệ với mình lấy cho. Đó, chợ Tết nhiều chưa, nhiều đồ đấy.
những cái thớt nghiến này, rồi là những cái gậy làm cắn cào cắn cuốc, rồi là những cái con quay phục vụ cho đồ cho đàn ông chơi trò chơi. Cục nu kháo bạn này, đó, con nu bây giờ nó không đẹp như ngày trước nữa, giờ là mùa này mùa rét mà nó không như ngày trước các bạn ạ. Những chậu hoa hồng, hoa thảo dược rất là đẹp bạn ạ, hoa thảo dược đẹp lắm, hồng, hoa thảo dược đỏ này là thực dược vàng. Rồi thực dược tím nữa này. Em bán cái này đấy à? Sáng bán được nhiều chưa? Gần Tết bán được nhiều. Ở đây cây này là cây bào cào. Cái gì ông? Cây bào cào. Cây bào cào à? Bào cào. Cây gỗ tàu ấy hả? À, gỗ tàu à? À, nó gỗ tàu thì mình còn hiểu. À, cây gỗ tàu bạn này, củ gỗ tàu thì nó quay rất là nhiều, bạn xem rồi, tác dụng thì nói rất là nhiều rồi. Nó chủ yếu là chữa về đau lưng xương khớp. Còn ở đây là cây của nó bạn này. Cây của nó lá có gai bạn nhé. Lần trước mình hỏi thì các ông ấy nói không nghe rõ lắm, còn hôm nay thì nghe rõ rồi. Cây gấu tàu bạn ạ, đó, người ta bán cả rễ này, bán cả gốc luôn. Đó. Cây gấu tàu, lá hay chưa, lá có gai luôn bạn ạ. Vâng, cây thuốc, cây táo gai này. Em ơi, cây này cũng là cây táo gai đúng không? Đúng rồi. Cây táo gai, táo đỏ ấy. Cái này cũng bao lâu rồi, ra mầm rồi. Vâng, cái này đánh ra lâu rồi, bây giờ đánh lâu nó ra mầm này. Đó, chậu hoa thường dược rất là đẹp luôn. Đây là hoa thực dược nhà em hay là hoa cúc? Hoa cúc à? À, đây là hoa cúc con ạ. Nhìn nó cứ thoáng thoáng qua những cái chậu hoa cúc đấy. Đính chính lại với các bạn, đây là một loạt những cái dãy này là bán hoa cúc con này. Đó, còn đây là mới là chậu thực dược. Nhìn lướt lướt qua thì cứ tưởng là hoa thực dược hết rồi. Thực dược đẹp chưa? Đó, màu đỏ đỏ đẹp tuyệt vời luôn các bạn ạ. Quay lại à? Ui, sẻ đào nhiều các bạn ơi, rất là nhiều đào luôn này, đào và những cái cây kia gọi là cây này cây đằng sau là có cái lá này này. Cây này gọi là cây chữa ẩu sản đây. Đây các bạn này, mận, hoa mận này. Đó, hoa mận trắng này, những cành mận hoa mận trắng. Còn đây là cây mà chữa hậu sản đấy bạn này, chữa vào phòng ngừa hậu sản. Hôm nay là người ta mang ra ngoài này, người ta để cái trong kia là không còn chỗ nữa rồi. Có lá rồi này, có một loạt hoa đu đủ bạn này, hoa đu đủ tươi khô nữa. Cái này chủ yếu là chữa bệnh về đường họng các bạn ạ, đó, viêm họng rồi là viêm amidan rồi là tuyến giáp thì là các bạn có thể dùng cái này hòa lẫn hòa với mật ong uống thì nó sẽ phá tan gọi là u tuyến giáp các bạn nhé. Và người ta mua rất là nhiều luôn, hoa đủ tươi khô.
Đó, hoa đủ rồi. Nở chứ. Nở chứ. Chuột rừng bạn ơi, kia có chuột rừng nhờ. Người ta hun khói rồi nhá. Và ngọc cẩu cực kỳ là to luôn. Ngọc cẩu cực kỳ là to này. Đợt này nó là cuối mùa bạn ạ. Cuối mùa nó già rồi. Ngày xưa thì nó mới ra thì nó đỏ đỏ ấy. Nó đỏ đỏ và nó bé bé như này này. Bé bé như này đúng không? To lắm. Xong rồi về sau nó một cục to như này nông rượu thì thoải mái. Nó to ra. Về sau nó càng ngày càng to ra này. To thì nó già nó sẽ có cái màu xám xám như này. Đó. Ngọc cẩu bạn ạ, rất là tuyệt vời. Cái này chủ yếu là chữa bệnh, chữa về yếu sinh lý nha. Bạn nào mà yếu sinh lý thì dùng ngọc cẩu này. Rất là tốt bạn ạ. Đó. Làm nữ nào mà yếu sinh lý để dùng ngọc cẩu. Quả này phải đến 5 cân đấy nhở, đến không anh? Hay là 3 cân? Cái này chắc là hơn 3 cân. Hơn 3 cân một củ luôn. Đó. Đó, rất là nhiều bạn ạ. Cho nào ông? Đó rất là nhiều. Ở đây là có một ít được các bạn ạ. Ở chỗ khác cũng có các bạn nhé. Đó. Mặt trong rừng các bạn này. Mình có một chỗ đấy mặt trong rừng rất là chuẩn luôn. Và hiện tại giờ mình đang có khoảng gần 2 lít mặt ong xịn của mình ở nhà các bạn nhé. Hiện tại ở nhà mình có một chai mặt ong xịn rừng chuẩn 100%. Đó, nên người ta lên rồi người ta bắt về, mang về cho mình và bắt cho mình luôn. Đó, mình có một chai như vậy. Bạn nào mà lấy thì mình sẽ ưu tiên mình sẽ gửi cho bạn một cái chai mặt ong xịn cho bạn xem, nếu mà dùng thử. Đó. Tên là Lấm Hương hả em? Hả? Lấm Hương đúng không? Nó gọi là Lấm Hương. Nhắc lại với các bạn nhé, bạn nào mà muốn lấy mật ong xịn chuẩn thì có lẽ bạn liên hệ với mình nhé. Đó, và mình còn một chai đẳng cấp xịn sò cực kỳ là VIP. Bạn nào lấy thì mình để lại cho. Hiện tại vẫn đang gửi ở nhà các bạn ạ. Còn đây là đang ở chợ Lấm Hương các bạn này. Đó, cái này mà nấu miến thì nấu bánh đa ngày Tết thì rất là tuyệt vời, quá là ngon các bạn ạ. Lấm Hương. Nó ớt khô. Ớt khô bà con là lấy về treo các bếp thì nó xám xám này này. Đây khoan này, mật ong này. Mật ong rừng đặc xe thế này. Đó. Rồi là cây củ hà thủ ô. Muốn cho xanh tóc đẹp da hãy dùng hà thủ ô các bạn nhá, để cho nó tốt cho máu bạn này. Đó, muốn là xanh tóc đẹp da tốt cho máu, chống lão hóa thì hãy dùng hà thủ ô các bạn ạ. Đó, rất là tốt, củ rất là to luôn các bạn ạ. Nói chung là đẹp da, lấy này sắc đẹp hãy dùng hà thủ ô các bạn nhé. Thôi từ từ để anh đi ra nắng. Chú đấy thì không ra được. Thả ra là nó.
muốn cho xanh tóc đẹp da thì hãy dùng hà tổ ô các bạn ạ. Hà tổ ô rất là to luôn. Vậy là từ đó nhỏ mình đã đưa bạn đi khám phá trải nghiệm chợ lớn nhất Tây Bắc, một cái chợ phiên lớn nhất Tây Bắc trong cái dịp cuối năm. Và người ta bán rất là nhiều hàng hóa, từ đồ đối rừng, rồi là đồ thảo dược, rồi có loại thuốc, có loại dược liệu quý hiếm ở trên vùng cao, bày bán rất là nhiều trong dịp Tết này. Video của mình đến đây là kết thúc nhé. Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn theo dõi và đồng hành của mình trong suốt cái tập phim này. Trước khi các bạn rời đi thì các bạn cho mình xin một like, một đăng ký kênh để xem các video tiếp theo nhé. Chào các bạn.